Vãi. Úi giời ơi. Thực sự là game Sengoku 2 này bắn có vẻ là đẹp hơn khá là nhiều. Để thử xem cái kiểu bắn nó như nào nào. Yo 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 yo. I see you. Bắn khá là đã. Mẹ tóe máu nó ra nó không chết kìa. Game có vẻ tiếng súng bắn cũng khá là thật hơn. Ôi, 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 nó chạy mất rồi. Headshot. Hello anh em, chào mừng em quay trở lại Nguyễn Công PC. Chắc là vừa nãy trước khi mà mình chào anh em thì anh em đã thấy một khoảng thời gian mình đã bắn được một cái game CSGO đúng không? Nhưng game CSGO này rất là lạ. Bởi vì đấy chính là CSGO 2. Đây, mình cho anh em xem luôn. Ảc mình thì rất là may mắn. Đấy, có Play Counter Strike 2 Limited Test. Nghĩa là mình đã được trải nghiệm trước cái game CSGO này trước khi nó ra mắt đâu đó khoảng thời gian hè thì phải. Thì sau khi mà mình trải nghiệm xong thì mình nhận ra được là cấu hình đề nghị của CSGO 2 đã cần phải nhiều hơn khi mà so với cả CSGO bản ngày xưa rồi. Thế nên mình với anh em thì lên thử xem, nghiên cứu thử xem là CSGO 2 có cần cấu hình cao lắm không nhá. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xây dựng cấu hình. Thì theo như mình có được trải nghiệm ý, thì CPU cũng sẽ là một phần mà mình nghĩ là cũng sẽ phải cần thiết, nhưng mà nó không phải là quá nhiều. Thế nên mình sẽ chọn luôn một em là 12.000 mod. Để đầu tiên thì sẽ là một cái bộ thì thật là rẻ thôi, để anh em vẫn có thể chơi được CSGO 2 một cách ngon lành mà không bị giật lag. Đấy, thì ở đây thì đang có rất nhiều mẫu main đúng không, nhưng mình sẽ chọn B660M trước. Ở đây thì mình đang thấy có một số mẫu rất là rẻ, đó chính là con Prime B660 này. Xong RAM thì chắc chắn anh em phải chơi 16GB đổ lên nhá, không thể nào 8GB nữa đâu. Bởi vì là mình nghĩa là cái bản này nó là bản beta test, thế nên là mình còn có thấy được những sự giật lag trong đấy. Thế nên chúng ta không có lý do thì chúng ta chọn 8GB trong thời điểm bây giờ cả, mà hãy là 16GB luôn. SSD thì chắc chắn rồi, NV2 mình sẽ không có một lựa chọn nào khác, bởi vì vừa rẻ vừa ngon, 500GB luôn. Hoặc không, chúng ta đổi về 256 đi. 256 đi cho, à chứ không phải, NV2, nhầm. Về nói chung là NV2 thì nó vừa rẻ vừa ngon, đảm bảo được tốc độ anh em sử dụng hàng ngày. Đây này, cái vấn đề đau đầu là ở đây này. Nghĩa là mình đang nhận ra được là game này nó đã nặng hơn, đồ họa nó đã đẹp hơn. Thế nên chúng ta sẽ không thể nào sử dụng những con như ở 1650 Super được nữa. Bởi vì ngày xưa anh em nhớ không, mình build những con để chơi game eSports hay là chơi CSGO ấy, thì chúng ta đều sử dụng là 1650 Super. Thực sự nó rất là ngon. Nhưng đến thời điểm bây giờ thì mình bắt đầu thấy cân nhắc rồi đấy. Để mình thử xem 1660T xem có không. Ồ có luôn này. Xem này, 1660 Super cũng có luôn. Căng nhở. Không biết là anh em sẽ lựa chọn cái nào, nhưng mà với mình thì có lẽ là mình sẽ chọn một em 1660 Super. Tại vì sao? Thứ nhất là hàng nó còn nhiều. Thứ hai là nó vẫn sẽ đảm bảo là cho anh em là minimum setting hoặc là medium setting ở trên Full HD chơi được tần số quét cao. Thì mình sẽ chọn một em 1660 Super. Và để đây anh em sẽ cùng mình tìm thử xem là đâu là con rẻ nhất nhé. Mình cứ con rẻ nhất mà chơi. Đây, bé này 5 triệu. Đó. Xong bây giờ chúng ta sẽ cần một con nguồn máy tính thì chắc chắn thôi, nguồn chỉ cần 650 thôi. Thậm chí là anh em sử dụng con mic 600 cũng được. Ừ, mic 600 đi. Mic 600. Ờ, còn hàng là đấy, cấu hình rất rẻ luôn. Vỏ máy tính thì chúng ta cũng không cần nhiều, bởi vì theo như cách mình đang build ở đây ấy, thì là mình sẽ build tập trung vào hiệu năng để cho anh em đảm bảo được một hiệu năng chơi CSGO thật là tốt, mà giá phải thật là rẻ đúng không. Đấy, có luôn này. Đấy, tản nhiệt á, 12.000 mốt, anh em không cần đến tản nhiệt luôn. Rồi. Thì về cơ bản thì một bộ PC mà có SSD 250 này, có một em HB660 có thể boot được XMP RAM cho em Adata D41 là lên được 3200 với 16GB này, 12.000 mod này, và 1660 Super là sẽ đảm bảo được cho anh em chơi được CSGO 2 ở cái độ phân giải là Full HD
và setting đâu đó khoảng medium đổ xuống, đảm bảo được trên 144 fps, giá chỉ đâu đó 13 triệu. Và hơn thế nữa, để mình xem có khuyến mại không. Con này không có khuyến mại rồi, thì nghĩa là anh em vẫn sẽ có được một cái giá rất là ổn. Giá rất ổn luôn. Với 13.250.000 anh em đã có thể chiến game CSGO2 rồi. Nhưng mình vẫn phải đảm bảo được là nick của anh em phải có CSGO2 trước đã nhá. Đấy, và nhanh thôi, mình đú cho em tí để cho anh em được một bộ PC mà có thể chơi được CSGO2 một cách ngon lành. Và thậm chí bộ này anh em còn quẩy được cả game AAA ở tùy setting và Full HD, Max FPS ở tất cả các game eSports khác. Anh em thấy sao về bộ PC này thì comment xuống bên dưới. Và đừng quên là bấm chuông cũng như bấm đăng ký kênh Nguyễn Công PC để chờ đợi mình cho những video tiếp theo.